Răng chạy sau khi tháo mắc cài phải làm sao? Hãy cùng xem bác sĩ xử lý vấn đề này như thế nào nhé. Mình là Nguyễn Thị Yến Nhi, năm nay 21 tuổi. Trước khi đến nha khoa lấy việc Intex thì mình đã niềng một lần rồi, nhưng kết quả chưa như mong muốn và mình quyết định niềng lại. Bạn Yến Nhi đến với nha khoa lạc việc Intex trong tình trạng tái phát các sai lệch răng sau khi tháo mắc cài. Như các bạn có thể thấy, hàm trên của bạn bị hô ra khá nhiều, tái phát các khe thưa, chen chúc các nhóm răng cửa hàm dưới, sai lệch khớp cắn và sai lệch khuôn mặt. Biết đến nha khoa lạc việc Intex qua một lần mình lướt TikTok và thấy một KOL có review về nha khoa và mình rất ấn tượng và quyết định đến nha khoa lạc việc Intex để niềng lại. Với trường hợp này, bạn sẽ không cần phải nhổ thêm răng mà bác sĩ sẽ điều chỉnh với các mắc cài và các dây chun kéo lên hàm. Thời gian điều trị dự kiến của bạn trong khoảng thời gian từ 1 cho đến 1,5 năm. Và đây là bản mô phỏng kết quả điều trị dịch chuyển răng của bạn Yến Nhi. Và khi mình đến nha khoa, mình thấy bạn KOL đấy review rất là chính xác về nha khoa. Mình cảm thấy bác sĩ ở đây rất là nhiệt tình, tâm huyết và rất gần gũi với bệnh nhân. Chị hỗ trợ cũng rất là nhiệt tình, chăm sóc khách hàng rất là tốt. Tái khám về là có nhận được điện thoại của các bạn nhân viên để hỏi thăm về tình hình răng của mình ạ. Khi niềng răng tại Lạc Việt Intex thì mình cảm thấy rất là nhẹ nhàng và không đau buốt gì cả. Chị vừa mới tháo mắc cài cho Nhi rồi ấy, thì bây giờ hiện tại Nhi cảm thấy cái kết quả điều trị của mình như thế nào? Khi niềng xong thì mình cảm thấy mặt mình đỡ bị lệch và khớp cắn thì cũng được chuẩn hơn, nên là nhìn mặt mình hài hòa hơn. Bác sĩ điều trị cho mình là bác sĩ Cao Linh và mình cảm thấy bác sĩ rất là nhiệt tình, gần gũi và mình cảm ơn bác sĩ Cao Linh rất là nhiều. Các bạn hãy đến nha khoa Lạc Việt Intex để niềng răng nhé.